Hello các bạn, hôm nay tôi sẽ làm một cái máy cưa bàn nhỏ để xài đồ ở nhà, cắt với đồ nhỏ nhỏ. Ở nhà có mấy miếng dán vụn nè, đó. Giờ này có cái máy cưa cũ nè, máy cưa này nó lớn, cắt đồ lớn mà cắt đồ nhỏ khó cắt quá. Giờ tôi sẽ làm cái máy cưa bàn đơn giản thôi, các bạn cùng xem nha. Hai cái miếng dán này nhỏ quá, giờ mình phải nối lại các bạn, nối dính lại.
Thank you.
Đây là cái lý do mà tôi bàn cơ bản này, cơ bản nhỏ cắt này dễ. Không? Vô cắt được. Cái máy nó bự ra cắt nhỏ vậy, làm cơ bản có nảy vô là xong. Cơ tay.
các bạn thấy không, cái cưa cái nhỏ nhỏ vậy, cưa cái máy này khó cưa, cưa máy này khó cưa này. Này rồi, máy cưa bàn xong đập nó đẩy qua này cho xong rồi. Đóng gì nó chắc rồi các bạn, đóng bằng cái này nè, cái này nó không có nè, đóng gì thêm kiện cho nó chắc.
thành công các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn các bạn video sau. Bye bye các bạn.